người, mọi người biết gì không? Hành trình của một chàng trai đi bộ 63 tỉnh thành và để hút đinh. Và sau đây là chân dung của một chàng trai quê Nghệ An với một tinh thần thép và một tấm lòng luôn hướng về những việc tử tế. Anh là ai? Chúng ta cùng đi phỏng vấn nha. Chúc mừng anh đã hoàn thành chuyến hành trình xuyên Việt 63 tỉnh thành. Và hôm nay anh đã có mặt tại Sa Vĩ của thành phố Móng Cái, nơi địa đầu Tổ quốc. Và anh đã kết thúc rồi hành trình ở đây thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Trong thời gian 18 tháng 9 ngày chinh phục qua 63 tỉnh thành với chặng đường 7.234 km, thì hôm nay về với địa đầu Tổ quốc Việt Nam mình, một cảm giác thật sự là rất là phấn khởi. Bởi vì trong chuyến đi trải qua rất nhiều cái khó khăn, vượt qua bao nhiêu cái đồi núi, đường đèo, đường dốc, rồi trải qua rất nhiều cái thời tiết khắc nghiệt của các tỉnh thành vùng miền. Đấy, rồi trên đường đi gặp rất nhiều cái chuyện, có thể nó có mang chất nó tiêu cực rất là nhiều, mà hôm nay về đến đây là mình là vượt qua. Và cũng là có thể nói là mình, mục đích của mình đi là không phải thử thách bản thân, nhưng mà hiện tại bây giờ nó cũng là giống kiểu đang thử thách bản thân vậy. Vượt qua mình rất là có một rất nhiều kỷ niệm cho mình trong chuyến đi này. Trải qua 63 tỉnh thành thì hôm nay về với Quảng Ninh, tỉnh thành cuối cùng trong chuyến đi này, thì phải nói là rất là vui. Bởi vì sao? Ở Quảng Ninh là có một những kỷ niệm mà nó là tuyệt vời nhất trong 63 tỉnh thành. Bởi vì khi mình về đây thì trước đây mình đi bộ qua các tỉnh ấy, thì mình có thể là một ngày gặp 400 đến 500 người thôi. Vâng. Nhưng khi mà mình về với Quảng Ninh có thể là gặp đến khoảng 1000 người một ngày. Thật sự là rất là tuyệt vời ở tỉnh Quảng Ninh. Chúc anh có, sau khi kết thúc một chương trình ở đây thì sẽ có một cái hành trình mới trong cuộc đời của mình và thật nhiều ý nghĩa hơn nhá. Trò chuyện cùng idol đi xuyên Việt. Check. Anh tên là? Trả lời nhưng vẫn phải trả lời. Mình tên là Trần Đức Trung. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? 35. Anh đến từ? 37, xứ Nghệ, Nghệ An. Hôm nay mình với bạn Vân đang ở mũi Sa Vĩ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nơi đặt bút vẽ lên tấm bản đồ của Việt Nam mình, hình chữ S. Yeah. Cho mọi người biết nick TikTok của anh là gì đi. Tất cả các cái nền tảng mạng xã hội, từ YouTube đến Facebook, Fanpage, TikTok, tất cả cùng một tên, một ảnh đại diện, đó là Trần Đức Trung. Đúng không? Ông vua đi bộ, đúng không? Ok, cảm ơn anh.